Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh sushi gấc đỏ nhé. Để làm bánh sushi gấc đỏ thì các bạn chuẩn bị cho mình đậu xanh độ 70g các bạn ngâm cho mình nhé. Độ 100 đến 125g bột năng này. Đường độ 5 đến 60g nhé. Và một ít gấc các bạn nhé. Và dừa bọc sợi các bạn dùng cho mình độ 50g nhé. Và dầu ăn một chút nữa và một ít muối nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành, sau đó mình làm gì mình sẽ cho thêm nhé. Các bạn ngâm đậu cho mình độ 3 giờ nhé. Và bây giờ mình sẽ đi rửa để cho hết cái nước chua, sau đó mình sẽ nấu chín các bạn nhé. Thì các bạn cho đậu xanh vào nồi cơm điện nhé, mình nấu nhé. Hoặc là các bạn có thể hấp cũng được nhé. Và mình sẽ cho một chút muối nữa. Đây các bạn cho mình vài hạt muối thôi nhé. Vì với lượng đậu ít này. Và các bạn đặt lên bếp mà nấu như nấu cơm cho mình nhé. Đây các bạn chỉ cần cho mình độ một thìa này gấc là được rồi. Với 100g bột năng thì cần từng thôi. Các bạn cho mình nước vào nhé, để mình lọc, để mình lấy cái gấc đỏ các bạn nhé. Mình sẽ bỏ hạt đi. Đây là gấc mình để trong ngăn đá đấy, rồi mình đã làm giã đông ấy. Thì mình đã cho một ít muối, một ít rượu rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình cho ít nên bây giờ mình sẽ cho thêm vài hạt muối nữa các bạn nhé, để cho cái bánh của mình nó đậm đà ấy. Và các bạn cho thêm một chút rượu ấy thì màu của nó sẽ đẹp hơn nhé. Nếu phải có rượu và muối, nếu mà gấc các bạn chưa cho ấy. Các bạn khi mình làm xong nhé thì các bạn bỏ cho mình cái phần hạt này đi nhé. Đây, xong khi xong thì các bạn lọc cho mình cái gấc này nhé, để mình loại bỏ đi những cái dây của gấc đấy các bạn. Các bạn lấy cho mình để mình loại bỏ nhé. Sau khi chúng ta đã làm xong gấc rồi nhé, bây giờ các bạn cho mình đường này, độ 20 đến 25g đường các bạn nhé. Đây, cái độ hơn một thìa đường các bạn ạ. Và các bạn cho mình bột lăng vào để mình hòa tan nó nhé. Các bạn cho từ từ bột lăng nhé. Để mình làm tan bột lăng, không để cho hòn các bạn nhé. Để các bạn cho hết vào trong bình nhé. Các bạn quấy đều để cho tan bột lăng nhé. Thế các bạn, sau đó thì các bạn cho vào cái dây lọc để mình lọc đi nhé. Để xem là có còn bột chấm hòn cái thứ ấy. Và mình sẽ cho thêm nước các bạn nhé, không có thế này là ít nước quá ấy, thì nó sẽ bị đặc quá. Các bạn cho mình khoảng độ 250ml nước tất cả các bạn nhé. Đây, cái phần tròn hòn này các bạn ạ. Thì mình ấy ra để cho nó hết tròn đấy. Là mình nấu nó sẽ không bị... Phần nước này các bạn cứ để đây cho mình nhé. Và bây giờ mình lấy cho phần dừa. Dừa thì các bạn cắt nhỏ cho mình nhé. Phần màu gấc này thì các bạn cho mình một thìa này dầu ăn các bạn nhé. Để sau đó mình sẽ đem đi nấu. Đây các bạn, sau khi đậu nấu chín nhé, thì bây giờ các bạn giã nhỏ ra cho mình nhé, giã nhuyễn ra nhé. Các bạn giã thật nhuyễn cho mình nhé. Các bạn, sau khi chúng ta giã xong đấy nhé. Và bây giờ các bạn cho mình dừa này. Và đường các bạn cho mình 40g đường các bạn nhé.
2 thìa này đường các bạn ạ. Rồi, các bạn trộn đều lên cho mình, sau đó lặn viên các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi chúng ta lặn viên đũa xong nhé, và bây giờ chúng ta sẽ đi nấu bột các bạn nhé. Đây các bạn cho lồi hoặc chảo lên bếp nhé, để các bạn cho bột vào mình nấu nhé. Các bạn cho lửa vừa đấy nhé, để mình nấu cho cái bột này của mình nó chín lại các bạn nhé. Các bạn cho lò nhỏ vào, các bạn đảo đều cho mình nhé. Đều lên để cho cái bột của mình nó chín đấy các bạn ạ. Vì bột lăng ấy, nên là nó rất đấy. Nếu là 100g bột lăng thì các bạn cho mình độ 250ml nước các bạn nhé. Nó rất đặc đấy các bạn ạ. Mình nhỏ lửa để mình quấy. Đây nó rất dính và đặc này. Đây các bạn, khi nó mình quấy nhá và nó thành khối như thế này rồi là được rồi đấy các bạn ạ. Mình tắt bếp nhé và mình sẽ cho ra bát các bạn ạ. Sau đó để mình làm nhé. Sau khi các nguyên liệu chuẩn bị xong nhé, các bạn chuẩn bị cho mình mấy cái bát nhé. Và mình cho dầu ăn vào, mình sẽ quyết đều lên các bạn nhé. Các bạn quyết đều lên bát cho mình, sau đó thì mình sẽ cho bột lăng và bột của gấc đấy các bạn ạ. Hay cả bánh và mình làm bánh nhé. Nếu các bạn có những cái hộp bằng nhựa nhỏ nhỏ thì các bạn có thể dùng hộp nhỏ nhé. Không có thì mình dùng cái bát này cũng được các bạn nhé. Mình không có nên là mình dùng một bát ăn cơm. Đây gọi là chén ăn cơm đấy các bạn ạ. Các bạn quyết đều dầu cho mình nhé. Thì các bạn xong, khi đã xong rồi, bây giờ các bạn cho mình gấp nhé. Thì các bạn cho mình bột gấp vào. Và các bạn cho mình đậu nhé. Và mình sẽ cho một lớp bột gấc này lên trên phủ kín nhé các bạn nhé. Là mình được một bát, sau đó mình sẽ cho đi hấp nhé. Tương tự các bạn cũng làm với những bát khác như vậy cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi xong bây giờ mình sẽ đi hấp 10 phút các bạn. Đây các bạn bật bếp lên cho mình nhé. Và mình hấp tầm 10 phút là được các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi ta hấp được 10 phút đây các bạn nhé, mình mở ra nhé. Nó đã chín rồi thì các bạn hấp bếp cho mình nhé và mình sẽ bỏ ra nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít thớt nè và các bạn cho bằng một thực phẩm ra cho mình nhé. Mình sẽ trải vào cái thớt này. Các bạn cho mình một ít vừng lên nhé. Vừng trắng đấy các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho... Đây các bạn, bánh nhé. Đây các bạn, úp cái bánh xuống cho mình nhé. Và mình sẽ gói kín lại các bạn nhé. Đây các bạn, mình đã được một chiếc rồi. Đây các bạn, với chiếc thứ hai đây. Đây các bạn, sản phẩm của mình sau khi làm xong đây các bạn ạ, không được đẹp lắm. Đây các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với cách làm bánh su dê gấc đỏ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Với 70g đậu xanh và 100g bột lăng, độ 60g đường các bạn nhé. Và 50g dừa lạo và một ít muối là các bạn đã có thể làm được món này rồi. Và chúc các bạn thành công với cách làm này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cái này mình gói hơi xấu một chút các bạn ạ. Nó lắm. Để nguội thêm một chút thì tốt hơn các bạn ạ. Vì mang một thực phẩm ấy, nhiều lúc mình đặt vào cái nó đã co lại rồi nên là nó thành núm gió. Chỉnh lại một chút các bạn, để nguội cho người ta chỉnh lại các bạn ạ.